Xin chào tất cả mọi người và hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một khách hàng vừa thực hiện full môi tại DK xong. Khách hàng tên là My và bạn vừa thực hiện full môi tại DK rất là xinh đẹp nhé. Thì chúng ta sẽ cùng giao lưu với bạn. Chào My. My có thể gửi một lời chào đến với các khách hàng đang theo dõi livestream của DK được không? Chào mọi người ạ. Thì không biết là lý do gì mà My lại biết đến thương hiệu DK My nhỉ? Bạn này em thì cũng có nhiều người làm bên này ấy. Và làm xong thì em thấy rất là tiện và đẹp, nhất là bên mình làm uy tín nữa. Nên là em đã quyết định là em sẽ đi phun môi để cho buổi sáng dậy, khi mà mình ngủ dậy trông sẽ đỡ nhợt nhạt, tự tin hơn. Có nghĩa là mình đã tìm hiểu rất là kỹ và tham khảo từ bạn bè để mình quyết định hôm nay mình qua đi cây để thực hiện phun môi đúng không? Vâng. Thì My có thể chia sẻ một chút về tình trạng môi ban đầu của My trước khi đến với đi cây được không? Môi của em thì thứ nhất là nó không đều màu, thứ hai là nó có một vài những cái đốm do là em không chăm sóc kỹ đôi môi của mình ấy, là hơi có khuyết điểm một chút về trên đôi môi đó. Dạ vâng. Thì mình xin phép My là mình sẽ chia sẻ tình trạng môi ban đầu của My cho các bạn đang theo dõi livestream được hình dung rõ hơn nhá. Vâng. Đây, thì mình xin phép chia sẻ tình trạng môi ban đầu của My. Như chia sẻ thì chúng ta có thể thấy là đây là tình trạng môi ban đầu của My nhá. Môi của My thì gặp phải vấn đề là có một vài cái đốm nâu nhỏ trên viền, và như trên, và đặc biệt là môi của My rất là nhăn. Phần nền môi thì không đều màu và nền môi thì có hơi thiên ngả về tím một chút. Và khi đến với DK sau hơn 40 phút thực hiện phun môi phủ xương thì đây là kết quả của My. Thì chúng ta có thể thấy đấy, ngay sau khi vừa thực hiện xong thì môi của My trở nên căng hơn rất là nhiều này. Màu môi thì trong trẻo, đều màu, và đặc biệt là mặc dù vừa thực hiện phun môi xong thì không hề có dấu hiệu của việc tổn thương hay là sưng tấy gì cả. Màu môi rất là trong trẻo, viền môi cũng tự nhiên. Đó. My ơi, trong cái quá trình làm môi tại DK ấy, thì My có cảm thấy đau rát hay là khó chịu gì không? Để mà nói thì nó sẽ chỉ hơi đau một chút lúc đầu khi mà cái phần viền của mình ấy. Phần viền đúng không? Vâng. Tại vì em nghĩ chắc là tại cũng tại phần da này nó cũng mỏng hơn ấy. Nhưng mà đến vào đến phần lòng môi thì em không thấy đau nữa. Tại vì phần viền thì nó sẽ mỏng hơn một chút, và khi mà đi ấy, thì chuyên gia sẽ đi phần viền kỹ hơn, và phần trong lòng môi thì chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng hơn rồi đúng không? Dạ vâng. Trong cái quá trình làm thì chuyên gia của DK thì chăm sóc My có nhẹ nhàng, nhiệt tình không My nhỉ? Dạ có ạ. Kiểu mỗi khi mà em thấy hơi khó chịu một chút ấy, thì em sẽ giơ tay thì các bạn sẽ trợ thêm tê cho mình. Có nghĩa là trong cái quá trình mình làm môi tại DK thì sẽ được trợ tê liên tục đúng không? Dạ chỉ vâng. Chỉ cần là mình có dấu hiệu là hơi đau hơn một chút thôi là được chuyên gia là chăm sóc và thêm tê ngay cho mình để mình có thể là không bị đau quá đúng không ạ? Thì với cái tình trạng đôi môi hiện tại của My thì My cảm thấy như thế nào nhỉ? Em cảm thấy bình thường, sau khi phun xong mà cảm giác nó chỉ hơi nề một tí thôi, chắc là hơi nề thêm chút và như kiểu đánh son đậm đúng không? Vâng đúng không ạ. Thì mặc dù là vừa phun xong thì mình sẽ không giống như ngày xưa, không giống như công nghệ cũ đúng không ạ? Mình không kiểu bị sưng hẳn lên mà mọi người vẫn hay trêu nhau là dạ vâng, đấy lúc đầu em cũng sợ ấy, nhưng mà nhìn bạn bè em làm xong rồi về thì cũng động viên vào đến đây là uy tín, nên là em đến thì em trải nghiệm thì em cũng thấy là đúng như vậy. Làm thì xong, sau khi làm xong là mình được xua tan cái nỗi sợ ban đầu đúng không? Vâng. Thì My có lời nhắn nhủ nào để cho các bạn có động lực đi làm đẹp hơn không nhỉ? Các bạn làm đẹp thì đừng chần chừ nữa mà hãy làm luôn đi, tại vì mình đẹp thì mình tự tin hơn mà. Cảm ơn những chia sẻ của My nhá. Vậy thì mọi người hãy cùng chờ đón cái kết quả cuối cùng của My sau khi môi đã sau bong và ổn định hơn. Và ngày đó My đến kiểm tra tại DK thì bọn mình sẽ cho các bạn live stream một buổi nữa để cho các bạn xem cái kết quả của môi của My sau khi đã ổn định màu nhá. Vâng. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.